Ngày 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina và Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư Carina, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Tại phiên tòa hôm nay chỉ có ông Lê Bá Thịnh, phó giám đốc công ty bảo vệ Gia Khang và ông Đỗ Văn Vinh, nguyên cán bộ quản lý địa bàn phòng cháy chữa cháy công an quận 8 có mặt, còn lại vắng mặt. Luật sư cho rằng, việc vắng mặt đại diện công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn, gọi tắt là công ty Sico, và công ty bảo vệ Gia Khang làm ảnh hưởng đến sự thật khách quan vụ án. Vì vậy, luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập đại diện hai công ty này. Hội đồng xét xử cho rằng, việc vắng mặt của những tập thể cá nhân này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Quá trình xét hỏi nếu thấy cần thiết, hội đồng xét xử sẽ triệu tập sau. Được xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Tùng không thừa nhận tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng, việc quy kết bị cáo biết hệ thống phòng cháy chữa cháy hư mà không sửa, không đôn đốc công ty Sico thực hiện đúng hợp đồng là không chính xác. Bị cáo Tùng khai là không tham gia vào việc bàn giao hệ thống phòng cháy chữa cháy. Bị cáo chỉ kế thừa người đi trước vì về làm giám đốc công ty Hùng Thanh vào năm 2017, nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được bàn giao từ năm 2016. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Tùng về việc có kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư Carina không. Bị cáo Tùng trả lời là có kiểm tra, nhưng do không có chuyên môn nên không biết thế nào. Bị cáo Tùng chỉ phát hiện thấy việc các cửa thoát hiểm đều mở, người dân phơi đồ để đồ khắp các cửa thoát hiểm. Nhân viên bảo vệ không tuần tra đúng quy định, tụ tập chơi game, nên đã có văn bản gửi công ty Sico đề nghị chấn chỉnh. Chủ tọa cho rằng trách nhiệm cuối vẫn là của công ty Hùng Thanh. Công ty có thể thuê người khác vận hành, nếu người khác làm không đúng thì có thể thay thế. Bị cáo Tùng cho biết, gia đình bị cáo cũng là cư dân ở chung cư Carina, nên bị cáo luôn mong muốn đem lại đời sống tốt nhất cho cư dân ở đây. Bị cáo không có động cơ gì để làm sai, vì toàn bộ hư hỏng của chung cư không phải lấy tiền của bị cáo hay tiền của công ty, mà là tiền của cư dân đóng nên bị cáo không có lý do gì để không chấp nhận đề xuất sửa chữa. Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo Tuấn cho biết, khi quản lý chung cư Carina, bị cáo biết hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo và khi làm việc với công ty Hùng Thanh hoặc tổ công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy công an quận 8, thì công ty Hùng Thanh đều biết việc này. Đại diện chủ đầu tư ký biên bản là bị cáo Tùng. Vụ cháy ở chung cư Carina xảy ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018, xuất phát từ một chiếc xe máy do chập điện ở tầng hầm chung cư Carina, rồi bùng cháy dữ dội. Vụ cháy khiến cho 13 người tử vong, 72 người bị thương, tài sản thiệt hại là gần 500 xe máy, 81 ô tô và 5 xe đạp.